Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Giáp Tý Nam Mạng, những người sinh năm 1984, diễn tiến qua từng năm tuổi, từ 38 đến 60 tuổi, chi tiết chính xác nhất. Diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi Giáp Tý Nam Mạng, những người sinh năm 1984. Giai đoạn từ năm 38 tuổi đến 42 tuổi. Năm bạn 38 tuổi, tức là bạn gặp năm Tân Sửu 2021. Đây có thể coi là năm nhiều điều may mắn, tốt đẹp đến với bạn. Công việc làm ăn, đầu tư công sức và tiền bạc được kết quả như mong muốn. Công danh sự nghiệp đạt được kỳ vọng. Luôn có người giúp đỡ trong các công việc. Tuy nhiên sức khỏe trong năm không được tốt, dễ ốm đau, bệnh tật về đường ăn uống. Năm này bạn nên sử dụng màu trắng tốt cho sức khỏe và tài lộc sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh làm ăn, hạn chế dùng màu đỏ mang đến khó khăn trong cuộc sống. Năm bạn 39 tuổi, tức là bạn bước sang năm Nhâm Dần 2022. Năm này với nam tuổi Giáp Tý, xét về can chi, ngũ hành thì bạn đang có được ngũ hành bản mệnh của Giáp Tý và Nhâm Dần giống nhau, đều thuộc hành kim, tương đối cát lành. Thiên Can Giáp tương sinh với Nhâm, còn Địa Chi Tý bình hòa với Dần, gia tăng thêm sự may mắn. Đây đều là những dấu hiệu tốt về một năm 2022 thuận lợi, bình an đối với người nam tuổi Giáp Tý. Trong năm 2022, con đường sự nghiệp của đàn ông tuổi Giáp Tý tương đối hanh thông, thuận lợi. Tuy vẫn có vài khó khăn, nhưng đây là cơ hội tốt để bản mệnh rèn luyện bản thân, thể hiện tài năng với mọi người. Vào khoảng thời gian này, nên cẩn trọng với các mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc đối tác làm ăn, cố gắng cư xử khéo léo để tránh mất hòa khí. Tình hình tài chính của người nam tuổi Giáp Tý sẽ có nhiều khởi sắc trong năm 2022, hứa hẹn sẽ cho bạn một năm bội thu về tài lộc. Nhờ tài vận vượng phát, bản mệnh không chỉ có nguồn thu nhập ổn định từ công việc hiện tại mà còn có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền. Đối với những cơ hội đầu tư mạo hiểm thì vẫn nên hết sức cẩn trọng. Người tuổi Giáp Tý có tài quản lý tài chính chặt chẽ, hiếm khi tiêu xài hoang phí. Tuy nhiên, khi bạn bè, người thân cần giúp đỡ về tiền bạc thì bản mệnh vẫn sẽ hết lòng trợ giúp. Lời khuyên tài chính dành cho tuổi Giáp Tý là nên chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Tình trạng sức khỏe của người nam tuổi Giáp Tý tương đối khả quan trong năm Nhâm Dần, không có gì đáng phải lo ngại. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng bước sang năm 40 tuổi, tức là năm Quý Mão 2023. Đây là năm xung của tuổi Bổn Mạng nên cẩn trọng trong công việc, về phương diện công danh sự nghiệp không thuận cho lắm, sức khỏe không được tốt, hay ốm bệnh. Ngoài ra năm này bạn còn gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, sao Thái Bạch hay còn gọi là kim tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng bước sang năm 41 tuổi, tức là năm Giáp Thìn 2024. Năm này bạn gặp hạn toán tận và sao Cát tinh Thái Dương chiếu mệnh. Hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp, một là đánh cắp, hai là hùm hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác là khi di chuyển bên ngoài dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất hết tài sản, tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng, cái chết. Song đó khi hùm hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ đẫn đến trắng tay. Đặc biệt là hạn nam mạng nặng hơn nữ mạng. Khi gia chủ di chuyển trên đường dễ xảy ra tình trạng cướp giật tài sản. Nhẹ thì mất mát tiền của tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, cái chết. Khi hùm hạp làm ăn hoặc khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ khiến công việc làm ăn trở nên khó khăn. Tiền của đầu tư ban đầu mất trắng, thua lỗ tán ra bại sản. Hạn toán tận rất kỵ với nam mạng. Khi gặp hạn này đàn ông nên cẩn thận hơn phụ nữ. Tai nạn bất ngờ xảy ra một cách bất khả kháng không kịp đề phòng. Nếu những người kém phúc đức, vận số xấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cái chết. Tai nạn đột ngột này có thể là tai nạn giao thông, tai nạn sông nước hoặc tai nạn lao động, tai biến đột quỵ qua đời. Cách hóa giải hạn toán tận. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng say sát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đổ. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùm hạp góp vốn với ai. Tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra. Gia chủ không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Song đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Trong năm cũng có được sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Những năm gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng bước sang năm 42 tuổi, tức là năm Ất Tỵ 2025. Năm này bạn gặp hạn Thiên La và sao Vân Hớn chiếu mệnh. Hạn Thiên La được ví qua câu thơ: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Hạn Thiên La thường chủ về tình cảm và tâm lý, cụ thể như sau. Tình cảm, Thiên La được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục. Ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra do. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La, tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Song đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Cách hóa giải hạn Thiên La. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức, những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị, tiêu hao tiền của những vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Song đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng. Nhất là tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Gia đạo bất hòa, chia ly xa cách, con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ. Tâm lý, để cải thiện vấn đề này, khi gia chủ gặp Thiên La cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Năm này với nam tuổi Giáp Tý cũng bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, làm cho bạn dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Giai đoạn từ năm 43 tuổi đến 44 tuổi. Năm 43 tuổi gặp sao Kế Đô, hạn Địa Võng, trong nhiều năm có nhiều đau buồn, bệnh tật hay có tang bất ngờ, cần nhẫn nại, cầu trời Phật cho qua khỏi tai ương. Năm này có nhiều khó khăn nhất xảy ra trong đời bạn, nên sáng suốt và bình tĩnh trước mọi biến động trong gia đình cũng như về mặt xã hội tình cảm. Những vấn đề này thường xảy ra ở khoảng giữa năm. Qua 44 tuổi thì vững vàng bù đắp lại những đau buồn đó. Sự nghiệp cũng tiến lên, tiền tài đầy đủ, gia đạo trở nên yên hòa, êm ấm. Giai đoạn từ năm 45 đến 47 tuổi. Hai năm này, cuộc sống bắt đầu trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ nhất, nghề nghiệp và tiền bạc cũng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gia đạo vui tươi, phần con cái có bệnh hoạn, hay thay đổi nghề nghiệp, việc làm, phần cá nhân có đau bệnh nhỏ vào năm 46 tuổi và 47 tuổi, sẽ có những lần đau nặng vào năm 47 tuổi. Ngoài ra việc làm ăn, gia đạo vẫn tiến triển đều đặn. Giai đoạn từ năm 48 tuổi đến 50 tuổi. Việc gia đạo có nhiều bê bối, cá nhân thường có bệnh tật trầm trọng, nếu vượt qua được thì có phần ảnh hưởng con cái phải chịu lấy, gia đạo thường có sự bất an hơn. Năm 48 tuổi, tạm yên, năm 49 tuổi có nhiều thay đổi nhà cửa hay việc làm. Vào tuổi 50 tuổi con cái có thăng quan, tiền tài, tấn tước hay làm nên cơ nghiệp. Giai đoạn từ năm 51 tuổi đến 55 tuổi. Khoảng thời gian này trung bình, tiền bạc gia vô đều đặn, không có những sự thất bại nữa mà chỉ có nắm lấy thành công. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng qua năm 51 tuổi và năm 52 tuổi con cháu có tấn phát, tài lộc điều hòa. Tuổi 53 và 54, phần con cái tấn phát mạnh hơn, phần cá nhân trong tình trạng bình thường, cuộc sống không có gì thay đổi quan trọng. Giai đoạn từ năm 56 tuổi đến 60 tuổi. Số này có thể biến đổi về thân thế trong những năm 55 và 56 tuổi, hai năm giằng co với sự sống. Tuy nhiên nhờ ở phước đức gia tộc có thể kéo dài. Con cháu có phần phát đạt tột độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt, vào nhiều ra ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này. Những năm khó khăn nhất đối với tuổi Giáp Tý Nam Mạng. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng thuộc mạng kim, có tính cách ôn hòa và nhẫn nại, những năm khó khăn nhất mà bạn phải trải qua, đó là những năm mà bạn gặp phải số năm tuổi là năm 20, 24, 25, 29 và 30 tuổi. Những năm này chẳng những khó khăn về việc làm ăn, mà gia đạo hay có sự xích mích, tính tình thường sôi động, không xác định được một đường hướng hay căn bản cho cuộc sống của mình. Những năm khó khăn nhất đã qua, bạn vượt qua được là một sự may mắn cho cuộc đời. Tuy những năm quá nhiều khó khăn, đau buồn, lo nghĩ dồn dập, bạn nhờ ở sự an ủi của bạn bè nhiều hơn là gia đình thân tộc. Bạn nên nhớ lại, lấy kinh nghiệm đó mà làm căn bản cho cuộc sống ngày nay vậy. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Bất kỳ ngày nào trong cuộc đời của bạn, không cần ghi rõ ngày, tháng, bạn cũng có thể xuất hành được mà không sợ tai nạn, thất bại hay phát triển tài lộc. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng hợp ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ. Khi muốn xuất hành bạn phải lựa ngày, thí dụ 8 giờ ngày 2 tháng 1 âm lịch, đó là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ vậy. Cứ như vậy mà làm thì chắc chắn không bao giờ bạn gặp trường hợp khó khăn nào cả. Những tuổi hạp làm ăn, cộng tác giúp tăng tài, tiến lộc cho tuổi Giáp Tý Nam Mạng. Tuổi Giáp Tý Nam Mạng muốn làm ăn cho vững vàng khỏi sợ bị thất bại liên miên, làm hao hụt tiền bạc, làm cho gia cảnh thêm phần túng thiếu. Sự làm ăn cũng liên quan đến cuộc sống rất nhiều, cho nên trong vấn đề làm ăn, hùn hạp hay tự mình đứng ra gánh vác. Sự lựa chọn người làm công hay giúp đỡ công việc cũng rất cần thiết cho sự hợp tuổi, hợp tình. Có khi gặp tuổi Kỵ, bạn phải mang lấy thất bại. Vậy muốn làm ăn cho phát đạt và thâu nhiều kết quả, bạn cần lựa những tuổi này, Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Những tuổi này rất hợp với tuổi Giáp Tý của bạn. Nên tìm những tuổi này mà làm ăn thì sẽ thành công và phát đạt mạnh mẽ như diều gặp gió. Về gia đạo, công danh của tuổi Giáp Tý Nam Mạng. Về công danh vẫn còn ở mức trung bình và khó mà lên đến tột đỉnh của danh vọng, nếu có cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, không được vững chắc và lâu bền, tuy công danh không sáng tỏ lắm, nhưng có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu có ý chí sáng suốt và biết nhận định, thì gia đạo tuy có một vài khắt khe, nhưng sau cùng được ấm êm, cuộc đời ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh, số trùng phùng, được nhiều mến thương, không đến nỗi phải bận tâm cho lắm về vấn đề này. Tuổi Giáp Tý này hoàn thành sự nghiệp rất sớm, tuy không vững chắc, có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, nhưng ít ra cũng thâu được nhiều kết quả mong muốn, không đến nỗi phải nghèo túng như những kẻ khác. Qua năm 44 tuổi thì sự nghiệp vững chắc hơn, còn phải chịu đựng năm 43 tuổi nữa. Tiền tài liên quan đến sự nghiệp rất nhiều, vấn đề tiền tài cũng thăng trầm lắm, tuy có nhiều nhưng lại ra vô bất thường, không nắm được sự vững chắc của nó. Nhờ sáng trí mà sự nghiệp lẫn tiền tài mới có được như ngày nay. Số hoàn thành vững chắc sự nghiệp và tiền bạc điều hòa vào năm 44 tuổi. Những ưu và nhược điểm của tuổi Giáp Tý Nam Mạng. Ưu điểm. Người tuổi Tý có trí nhớ rất tuyệt vời, họ ghi nhớ tất cả mọi thứ từ chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn rất lâu, họ thích đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó, đây cũng là một thú vui trong cuộc sống của họ. Do đó người tuổi Tý có tiềm năng để trở thành nhà văn, nhà báo giỏi. Người tuổi Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì họ cũng đều gặt hái được những thành công nhất định. Họ thích đương đầu để khắc phục mọi khó khăn, sáng tạo. Họ là người có trực giác bén nhạy, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh buôn bán. Với người tuổi Tý khó khăn khiến họ càng thành đạt hơn nữa. Trong mọi tình huống nguy hiểm, người tuổi Tý luôn có những cách giải quyết tối ưu. Họ là người thận trọng, thường đưa ra những phương án, cách giải quyết ít mạo hiểm. Tuy nhiên họ lại là người có năng lực dự đoán nguy hiểm, và họ biết dừng đúng lúc trước khi tình trạng tồi tệ xảy ra. Người tuổi Tý luôn biết kính trên nhường dưới, họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ, và luôn tin tưởng những người ở trên mình. Nhược điểm của người tuổi Tý. Tuổi Tý đôi khi khá dè dặt và thường che giấu cảm xúc mạnh mẽ của mình. Khi buồn họ có thể xuất hiện lo lắng, có khi là đề cao và tỏ ra quan trọng, họ không thích sự trễ giờ và những lãng phí không cần thiết. Họ cũng không ưa những người lười biếng hay những người thất hứa. Người tuổi Tý thích phê phán, châm biếm người khác, đôi lúc họ lại quá nhiều lời, khi mua bán họ có kè bớt một thêm hai. Những người sinh năm Tý thường có tính cách hễ đặt mục tiêu dành dụm tiền bạc thì họ sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được, nếu chưa đạt được mục tiêu họ sẽ chưa ngơi tay. Nói chung họ là những người hết sức cần cù. Chính vì thế, trong cuộc đời mình họ rất ít khi phải lo lắng hay gặp khó khăn về tiền bạc. Tuy nhiên vì lòng dạ mềm yếu nên đôi khi tuổi Tý bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Người tuổi Tý có một điểm yếu là quá tham công tiếc việc dẫn đến tình trạng suy nhược về sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.